Tôi thì tôi lại thấy là bây giờ là chị Như Ý được nhàn đấy, có cô Nguyệt cô giúp đỡ mà. Vâng. Nguyên tắc làm việc của tôi ấy là đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ. Có gì cô Nguyệt cứ trao đổi thẳng thắn nhé. Dạ. Tỉ mỉ là tốt mà chị. Chỉ có điều nhân viên phòng em toàn những đứa cá tính và bướng bỉnh. Có gì em xin chị Ý nhẹ tay cho ạ. Tôi sẽ chuyển sang phòng cô Nguyệt. Còn toàn bộ nhân viên sẽ chuyển hết sang phòng của tôi bây giờ. Vậy anh bố trí sắp xếp chỗ ngồi cho nhân viên phòng tôi nhé. Như thế liệu có ổn không chị Như Ý nhỉ? Nếu anh ngại thì để tôi xin ý kiến anh Nguyên. Còn nếu như anh Nguyên không giải quyết được thì tôi lại gửi ý kiến lên trên. Thực ra thì hành chính tổ chức cũng đã có phương án để ổn định phòng ốc sau khi sát nhập rồi chị ạ. Vậy thì đề nghị anh làm luôn đi. Anh làm càng sớm càng tốt anh ạ. Ổn định được sớm bao nhiêu thì họ sẽ yên tâm công tác bấy nhiêu. Bây giờ cũng đã quý 3 rồi, gần hết năm rồi. Tôi nói thế có đúng không cô Nguyệt? Kệ đi chị. Hồn ai người ấy giữ. Thích thì vui vẻ, không thì cứ đúng việc mà làm. Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Cái gì ấy nhở? Chị họ của bà Như Ý lại là bạn đồng niên với mẹ chồng em. Mà nghe nói thì mẹ chồng em than vãn về em nhiều lắm. Chuyện anh, chuyện tôi, chuyện của những người chẳng quen, cùng chung một mái nhà, gọi là cơ quan. Sếp à! Mỗi sáng ánh mắt lướt qua cười bon chen, anh A cô B xếp luôn chiều nhất nhà. Cứ thế 8 tiếng chúng tôi cùng bên nhau, vui hay không vui thôi thì đành yêu thương nhau thôi. Cuộc sống ngoài kia vẫn luôn đổi thay, ta cầm tay dìu nhau cùng tiến, hướng niềm vui thành công mà đi. Sao về xoan, yeah, yeah, yeah. Hát khúc ca này, khúc yêu thương này, ánh mắt yêu đời muôn màu sắc, sắc yêu thương. Thank you.